Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Barbie Floki Spa nha bạn. Thì để tham gia hôm nay, các bạn click vào link mô tả dưới video bấm Instagram Madaram Sunstar Chatbot nè. Để mình vào check website thứ các bạn. Vì mình bận quá nên không check. Mình get 40 đô tốt cả ngày rớp nè. Hiện tại con này đang bán free sale các bạn. Mình không biết mấy ngày nữa sẽ end nữa. Claim my rep nữa. Submit Shiba. Thôi mình không khuyến khích các bạn claim để tốn phí gas mà công các bạn chatbot đi các bạn. Rồi, các bạn bấm vào zone này rep nè. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn zone gun trailer nè. Rồi bấm rep lên, tiếp tục zone gun group nè. Hai kênh sẽ là 1, sẽ là 2, kênh group luôn. Tiếp tục follow Twitter và retweet tăng 3 năm, tăng 5 người bạn nữa. Xin Twitter nữa các bạn theo dõi nha bạn. Các bạn like nè, các bạn chỉ dẫn cho retweet tăng 5 người bạn vào nè. Đây 5 người bạn của chúng ta. Ôi sorry các bạn, đem lấy 5 người bạn. Rồi, các bạn nhấp vào cái link retweet, các bạn chỉ dẫn cho retweet tăng 5 người bạn vào nha các bạn. Các bạn gõ cộng mà nó hiện tên những người bạn các bạn. Thì các bạn lưu ý các bạn tăng những người bạn nào thì các bạn tăng thường xuyên các bạn. Rồi join kênh group, kênh seller nè. Kênh seller thôi các bạn. Rồi Floki Spa. Rồi tiếp tục các bạn submit đi tên nè các bạn. Mình ghét được 1.000, 1 triệu một. Rồi xong bot nó đơ rồi các bạn. Các bạn chạy xíu nữa tất các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền username Telegram tất cả bạn nha bạn. Con này nó tới 2 gáo gì ta? 1 2 3 4 5. Mọi người chơi bot nè. Con này nó có 2 gáo gì. Đi qua đây. Chơi thử qua. À con này phải các bạn. Rồi tiếp tục các bạn submit đường link và profile tại Twitter mình nha các bạn. Trên tờ Twitter các bạn, mở tờ Twitter các bạn ra nè. Các bạn nhấp vào ba cạnh cùng, nhấp vào một hồ sơ nè. Nhấp vào ba cạnh cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Rồi bạn sẽ chép liên kết nè. Gọi là chatbot nè. Tiếp tục cùng gọi địa chỉ IMB Smart Chain Bet20 trên chocolate mình nha các bạn. Rồi, mình đã get được 1 triệu token Shiba nè. Bạn việc lên ghép chia sẻ trong bè và người thân để kiếm token nha các bạn. Video đang kết thúc mình. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.